Ok, bạn nào có nhu cầu mua Swansea về cho gà vịt vàng thì liên hệ mình nha. Đang có rất nhiều luôn. Máng vậy là khoảng đang gom lại là khoảng 60 vô á, mà còn dài dài là nhiều dữ lắm. Chắc cũng khoảng 500 600 kg á, rồi bên trại bên kia nữa. Đó. Thằng nào cần mua thì liên hệ giùm nha. Phước An, Nhân Tây, Củ Chi. Này thì nó con này con bự thì mình để làm giống rồi, bự lắm. Con nào nhỏ thì mình bán thanh lý hết, bự mình chừa lại làm giống. Như mấy con này nhỏ nè, cỡ 1 cm nhưng mà nó vẫn tròn mập nha. Nói chung là hiện tại nó đang dư nhiều nên mình bán thanh lý bớt. Cái này về mình cho ăn tiếp tục cũng vẫn có thể làm giống được, bởi vì cái này kích thước cũng khoảng 1 cm rồi, về cứ để về cho nó quá kén thì vẫn có thể nở hình ruồi và để trứng được nha. Tô này thì khoảng 20 kg, vậy vậy là nhiều lắm. Này mình đưa vô đồ sàng sàng nhanh lắm, nói chung cũng to chứ không phải nhỏ. Số lượng khoảng 500 kg nha. Ai cần liên hệ trực tiếp mình nha.